Vâng, xin chào mọi người. Mình đang ở một cái vườn họ tập trung họ trồng cúc để cái mùa Tết sắp đến nè mọi người. Đó, thời điểm này cúc đang nở rộ nè. Rất là đẹp. Đó. Và ở trên là tất cả những cái bóng điện. Đỡ tối người ta thắp lấy ánh sáng nè để cho cúc nó màu lớn. Anh là em của bác Điều à? Vô nhà bác Điều à? Bác Điều đâu có không nãy đâu? Đầu ở nhà mới nha. Ủa trong đấy hả? Đi đi đây ra trước hả? Ra trước Dạ rồi ta em hay mua chậu rồi vô ổng có đang làm chậu không? Ngồi ổng chơi ở ổng. nhà mà. Đang hớt tóc với nhà nhí Cậu nè. ở Thì nhà. ghé vô. Cậu ở nhà luôn khu á. Cậu nói Mua em. mua quá trời rồi mà. Thì vô thử có ngồi nói chuyện chơi. Mà. Sẵn đây quay làm kỷ niệm nè, chia sẻ mọi người nè. Đấy, cúc sắp đến nè. Trồng thời điểm này là những cái cây này nó lên tầm 30 phân rồi. Cũng vài tháng nữa Tết rồi. Đó, thấy không mọi người? Cúc trồng rất là nhiều. Ở cái khu này còn cái khu xa bên Từ kia nữa. nhà xuống dưới trộm tắm khu đây nữa này. Tám nào? Ừ, em nói trộm bấy À nhiêu hả? Trộm đây. với bên nhà anh Thịnh nữa, Thịnh cũng rất là nhiều. Bên tôi đát nữa. Dạ. Bên bà cự nữa. Nói chung là cái khu mình ở đây là trồng nhiều, rất là nhiều. À, nhiều chứ cũng không bằng đá. Đá ông Tám, ông chủ tịch dưới. Em mới đi ra đây, ông trồng về. Chủ nhà làm bao nhiêu? Ở dưới núi đá anh có biết nhà tám 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 thu không? Tám thu hả? Bà gì á, dì ruột á. Thì tôi chờ dưới mà. Dạ. Hồi cái nhà tôi dưới đó tôi bán Vậy mà. hả? Đồ dùng đấy bông đầy ngắm rồi mà. Tám thu là dì ruột nha. Trong thu đủ mà. Ông lấy ông Dượng là nói tên tên gì quên cha mất rồi. Ông nào? Ông Dượng xói xói đây. Chồng của dì Tám Tám. à? Ông gì? Hùng hay gì? Ông với anh nhá. Tám thu. Phải nhà có hai đứa con trai không? Đúng, Tâm Thu với bị anh với bị anh đều xui xối thôi đây. Dạ đúng rồi. Bị anh nhé. Anh đi lên này ra trước hả? Em mới đi em mua chậu liên tục mà em đi lấy một Tôi ở cây. đây vô chạy tôi ở đây mà đi đường đây chứ đường kia nó bờ tông mà muốn đi thánh là đi thánh đường xuống nhà ông đây này. Đúng rồi. Ê, Tâm Tâm dừng lại đừng đùa mà. Tại ông đúc mới chơi qua mà. Em mấy đây ông không có điện em mà em mua cái chậu lớn rồi rồi tập trung cây lớn mấy đây đi nó đủ cái cây cây hơi giấy ấy, nguyên cây luôn. Ôi giờ em về em chủ yếu em dâm mua cái chậu lớn này em dâm ấy, rồi chừng đó ra rửa ổn định rồi mới mua chậu đẹp gì ấy. Nhảy uống nha, cho nhà nhảy uống với bông nghiêng nữa nhỉ. Nhí thì nó là bạn rồi giờ giờ em đang chờ nó hớt tóc sẵn đi ra nó dốc ông già quằn lại mà. Ông chợ ông giờ ông đút chậu chưa? Dạ. Đang đút chậu 30 sao. Dạ. Chụp về xuống dưới núi đá chụp mới đẹp chứ. Đây quay chia sẻ giờ cúc gần Tết rồi vậy. Đây đây đẹp đây. Cái này con Dũng nè. Cái của ông ở dưới. Dũng là con hả? Thực dược nó hai loại. Như nước ra các bạn mua giống nó mới đẹp á. Dạ. Đúng không hết. Đấy, ông đang gài đấy. Gài chậu trăm mấy trăm cái này. Dạ. Chụp Ý mấy chụp. là theo như anh tưởng ấy, anh chia sẻ là anh tưởng này. Đấy. Anh chia sẻ là trồng thực dược nó khỏe hơn bông cúc rất là nhiều. Cúc trồng rất là cực nha mọi người. Cúc trồng là phải nào là phân bón thuốc rồi khỏi Hàng rầy ngày sâu chứ. rồi hàng ngày luôn đó mọi người. Đỡ Lật cho một cái cây lá. nó đẹp á, mọi người nhiều người Tết Lật rồi. lá sâu Hả? mối. Là lá rồi sâu rồi, các thứ phân bón đó từ cái chậu rồi công chăm trồng thuốc men điện rồi nè mọi Em người. bữa nào xuống dương bữa anh dương núi đá là ông tám chủ tịch là ông em mua mấy điều này cái vàng bông á còn nguyệt hơn vàng bông này nữa em cởi xe xuống dưới là cái đường vô hầm rác ấy em vô em hỏi cái trại bông đâu là bữa nay là không có trồng bông nữa nó toàn là cho cúc á chậu phải mưa luôn Dạ, ông nhưng mà cái bông nó còn vẫn màu vàng vậy đó. màu vàng Hay hết cúc. nhưng mà Dạ. coi chậu này mới
một phần ba chậu dưới này. Một phần ba số lượng hả? Một phần ba số lượng, nó phải thuốc men nhiều đó. Giờ nói giờ cúc ấy, anh tưởng anh chia sẻ cúc khi mà trồng lên là bình cát này mọi người, sau khi nó lớn lên là cũng phải bón phân bò ủ xong rồi trồng cây, rồi khi mà hoa nó đẹp đâu cát mình trộn vô, chứ mình vô cây là mình trộn với phân hiện bò tại vậy. Thì em thấy nó là cát không á, trồng không, cát á, nó có phân trong vậy là phân nằm dưới phân bò nó trộn nằm dưới, nó lắm dưới á. Dạ trộn mấy trong qua nhiều đâu, nhiều quá nó không có chết á. Dạ anh tưởng anh ở khu này anh cũng rất là rành về cái bông cúc nha mọi người. Đó, mình cũng đâu có rành gì trồng bông cúc đâu, mình trồng hoa giấy hoa lan chơi thôi. Đó. Đấy giờ đang quay thì tình cờ gặp anh tưởng anh chia sẻ. Đó, xuống, cái khu xuống, này là trồng bông cúc rất là nhiều. Xuống đó. Dưới cúc dưới đây nữa này. Đi dạ. Luôn rồi xuống chụp chỗ đây mới đẹp nữa này. Dạ. Chỗ đây mới cây mới, mới trúng này. Dạ. Cái đây của anh kỹ thuật này. Đấy. Rồi đợi xuống chút xíu đi thằng nhí nó chờ hớt tóc cho nó dìa. Cứ xuống hai vòng bông lắm đi thấy cái đường to dạ. Lắm xuống thấy cái. Em chào anh nha. Không có ai, mình xuống cũng ngại lắm. Dung mình không có ai. Mình đi ngang ngang mà không có chủ. Không có chủ nhà. Không có. Thôi chó rồi ngại lắm. Không có chó rồi ngại lắm, nó sủa luôn. Dạ. Nói chung là cái khu này nha mọi người, ta trồng cúc rất là nhiều. Mình thì đang đi hớt tóc nhà bạn Nhí thì mình thấy cúc rất là nhiều. Và mình cũng chia sẻ sơ lược thôi, anh tưởng anh mới chia sẻ. Chỗ này là dạng núi đá mọi người. Cái núi á. Thì người ta trồng cúc rất là nhọc nha mọi người, từ công cái khâu chăm trồng, chậu, cát, phân, bón, chăm hàng ngày, điện các thứ. Để có một cái chậu hoa đẹp để cho mọi người Tết được được chơi nha. Đấy, thì theo như ảnh nói thì nãy giờ mình vừa mình mắt thì thấy trồng bằng cát nè, một bãi cát nè. Cát nhưng mà người ta họ ủ, họ phân bón nằm ở dưới cát nè. Có cả lúa nha, trấu lúa. Đấy. Đấy, có cả trấu lúa. Sau khi nó lớn thì người ta sẽ gầm những cái cây tre để cho cái những cái cành nó đứng. Chậu thì có nhiều, rất là nhiều chậu, chậu 50, chậu 30, 40 nha. Đó. Họ trồng, họ trộn với phân bò ủ nha. Ủ rồi cho trấu các thứ, chăm bón. Rất là nhọc nha mọi người, không phải như là thực dược nó đơn giản hơn. Cúc rất là nhập. Đây là trồng chỗ này tính ra cũng không là nhiều nha. Như anh Tử anh nói nè. Những cái khu khác trồng rất là dày. Số lượng gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần như thế này. Nhưng mà chủ yếu là mình chia sẻ với mọi người là cái cách người ta trồng, trồng chăm và dàn điện là để cho nó cho cái cây nó sinh trưởng mau lớn. Cây nó vượt. Đó. Cho cháu phân bò ủ. Cỡ cái thời điểm này thì cây nó lên tầm 30 rồi. 30 đến 40 rồi. Đấy. Mọi người nhìn kỹ thì trong nó là có cát nè. Phân bò cho cháu. Đó. 4 phân phải hàng ngày nha. Kỹ thì chăm tốt cũng có gọi là tay ngờ thì mới trồng được lên những cái bông cứng cát đẹp. Đỡ mới bán được cho người ta. Chứ trồng một chậu lên mà bán rất là nhọc công. Nếu mà chậu lên mà hoa nó không đạt, không đẹp thì chậu không có đặt giá nha mọi người. Đấy, cũng làm bài bản xếp đồ các thứ nha. Theo như mình biết thì anh trai ảnh đang trồng đây thì anh cũng rất là nhiều năm rồi. Anh bán cũng còn rất là trẻ. Mình cũng có mua chậu của ảnh. Để hôm nào có dịp ra coi ảnh làm chậu, mình quay ảnh làm chậu sẵn. Nói giờ cái kinh nghiệm của ảnh trồng cái bông cúc này. Ông đi xe ngang qua mình đi hớt tóc, mình thấy giờ cái vô nhà ông bác mà mình thấy cái vườn cũng xanh mơn mởn, hoa cúc gần Tết này mình chia sẻ với mọi người. Vừa cái cách người ta
trồng lên một cái chậu cúc. Và thấy sao thì mình nói vậy nha mọi người. Và gặp anh Tưởng chia sẻ sơ sơ cho mọi người được nắm rõ. Trồng cúc rất là nhập nha mọi người. Và video đến đây xin được kết thúc. Mọi người xem thấy hay thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh mình nha. Mình xin kết thúc tại đây. Mình đi về đây.